sét đánh trúng tàu cá, nhiều ngư dân may mắn thoát nạn. Trong lúc khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNG90864TS do ngư dân Tiêu Viết Vấn, trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bị sét đánh phá hủy toàn bộ các thiết bị hàng hải, 15 ngư dân đi trên phương tiện may mắn thoát nạn. Trở về cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân đi trên tàu cá QNG90864TS vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố bị sét đánh trên biển. Ngư dân Nguyễn Văn Truyền cho biết, khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 10, khi đang hành nghề ở khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa, tỉnh Khánh Hòa thì xảy ra trận dông sét đánh trúng tàu cá khiến nhiều thuyền viên bị ngất xỉu. Tôi vừa ở sau chạy tới trước thì nghe nổ, dông đánh. Vì đứng gần mối điện, nó dẫn điện, tôi bị ảnh hưởng văng ra nằm bất tỉnh khoảng 5 đến 10 phút. Khi tỉnh dậy thì thấy trên tàu các thiết bị như máy dò, máy quét, rồi định vị tất cả đồ điện tử cháy hết, anh Truyền kể lại. Sét đánh trúng tàu đã làm toàn bộ các thiết bị điện tử hàng hải, thông tin liên lạc, nhắn tin, máy giám sát hành trình của tàu cá QNG90864TS bị hư hỏng và vô hiệu hóa. Thuyền trưởng mất thông tin với đất liền, giữa lúc bão số 6 đã áp sát vùng biển Hoàng Sa nên ngư dân rất lo lắng. Ngư dân Tiêu Viết Vấn, thuyền trưởng tàu cá QNG90864TS cho biết, mọi người may mắn thoát nạn, trở về bờ an toàn. Nhưng tàu cá bị thiệt hại gần 200 triệu đồng. Bão số 6 vừa theo đuôi, bên bộ đội biên phòng điện ra bảo chạy vô và chỉ đường chạy vô. Chạy về đến bờ, bọn em mừng lắm, chứ để bão gió, chạy vô sao kịp nữa, anh Vấn cho biết.